Chủ đề của ngày hôm nay đó là tối ưu chi phí bằng phần mềm GoFMB. Chào các bạn đến buổi đào tạo của nhân viên GoSell. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về phần mềm GoFMB các bạn ha. Chủ đề của ngày hôm nay đó là tối ưu chi phí bằng phần mềm GoFMB. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao cái phần mềm GoFMB của chúng ta giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm những chi phí nào, mà các bạn cùng vào bài với Ly ha. Đây các bạn, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn nhận về cái việc marketing ở đâu cũng cần đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta bán hàng offline hoặc là online, tất cả những cái nền tảng đó đều cần có chi phí về marketing để quảng bá rộng rãi sản phẩm của chúng ta tới cho khách hàng, người tiêu dùng được biết. Vậy thì nếu như sử dụng phần mềm GoFMB thì sẽ tiết kiệm được chi phí marketing như thế nào? Rồi, chào mời các bạn. Nào, bạn đầu tiên. Tiết kiệm chi phí marketing nhờ phần mềm GoFMB ở chỗ nào? Mình tạo chương trình khuyến mãi cụ thể là chương trình nào? Flash sale. Rồi. Mã voucher, cái gì nữa? Chiến dịch giảm giá. Rồi, khi mình tạo ra những chiến dịch đó thì mình có cần phải tốn tiền không? Không, đúng không? Do vậy mà chúng ta không cần phải tốn chi phí để mà nhờ một cái người chuyên về marketing thiết kế lên cái chương trình đó. Mà trong cái phần mềm của chúng ta đã có thể thiết kế được những cái chương trình như vậy rồi. Đây, chúng ta sẽ đi qua cái thứ hai, đó là tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu. Rồi, chị mời bạn kế tiếp. Tại sao lại nói là chi phí về nguyên vật liệu khi mà sử dụng cái phần mềm GoFMB được tiết kiệm chỗ nào? Nhìn vào đâu? Đây, chị sẽ mở phần mềm cho các bạn dễ nhìn hình dung hơn ha. Đây, em có cần chị đi tới đâu không? Vào kho hàng. Rồi, đi vào đâu nữa? Kiểm soát kho hàng. Đây, em sẽ chọn cái tab nào? Nguyên liệu không sử dụng hả? Hay là tab nào? Nhập hàng. Đây, chị cho em thấy luôn. Mình kiểm soát được là mình nhập nguyên liệu gì đúng không? Nhưng mà mình đang nói tới cái việc mà tiết kiệm chi phí. Thì khi mình vô cái phần mà coi nhập hàng đó, mình tiết kiệm chi phí ở chỗ nào? Em muốn coi về cái gì chị cũng sẽ mở cho em coi được hết. Nhưng em hãy giải thích xem, coi chỗ này thì em tiết kiệm được chi phí từ nguyên vật liệu chỗ nào? Nào, có bạn nào biết chỗ này không các bạn? Có bạn nào cho chị ý kiến về cái việc tiết kiệm chi phí không? Ngày hết hạn. Ở trong đây chúng ta có coi được ngày hết hạn không? Có cột nào là ngày hết hạn không các bạn? Bây giờ chị nói cả phần mềm của chúng ta nha, chị không nói tới đây đâu. Các bạn có thể chọn chỗ khác, nhưng mà triển khai dùm chị cái ý tiết kiệm nguyên vật liệu thì coi chỗ nào. Hello em. Sao các bạn? Coi chỗ này có đúng không?
phổ biến lại cho bạn mới vô nè. Chị đang nói tới cái việc là tiết kiệm chi phí nhờ phần mềm của FB chúng ta, chi phí và nguyên vật liệu á. Thì bạn đã nói với chị là đi vô phần kiểm soát kho hàng, coi cái đơn nhập hàng, và có bạn nói là coi đơn nhập hàng để biết được là cái nguyên vật liệu này thì có ngày hết hạn hay không. Thì theo trong cái bảng này các bạn có thấy được cái ngày hết hạn không các bạn? Không à, bây giờ chị mở vô thử một cái nha. Có chỗ nào cho các bạn thấy là cái mực tươi này nè có ngày hết hạn không? Chị vô tới trong luôn rồi nè, tới trong phần chi tiết luôn rồi ha. Rồi, vô hết chỗ rồi, vô rồi đó. Có bạn nào vô chỗ nào nữa không? Vô sau hết rồi đó. Cái chỗ nào cho bạn thấy cái hạn sử dụng của mực tươi này không? Không, không có thấy đúng không các bạn? Vậy chúng ta vô đâu nè? Chúng ta vô đâu? Vô đâu em? À, lịch sử tồn kho, chính xác. Em sẽ được một món quà, xíu là lấy ha. Rồi, chị khai tiếp cho chị. Vào được lịch sử tồn kho thì mình coi cái gì nè? Coi số liệu gì để biết mà quản lý được nguyên vật liệu, tiết kiệm được chi phí các bạn? Bạn gái nói tiếp đi nào. Em. Rồi, em nhìn vô đây, em chọn cái tab nào? Đừng chụp hình nữa. Không thấy đường luôn. Đang đang ngồi. Đang ngồi kế bạn nam nè. Xem nguyên vật liệu rồi. Rồi, đi vô đâu nữa không? Hết cột rồi đó ha. À, em có muốn chị đi vào đâu nữa để xem không? À, các bạn khác thì sao? Chúng ta vô đúng chỗ rồi đó. Nhưng mà chúng ta coi cái gì để đưa ra được cái ý là tiết kiệm nguyên vật liệu nè các bạn. Ý nào trong đây cho các bạn tiết kiệm được nguyên vật liệu? Sao lớp chúng mình? Đúng rồi, chính xác là các bạn sẽ coi vào cái cột còn lại. Còn lại bao nhiêu nguyên vật liệu trong kho? Nếu chúng ta không kiểm soát được còn lại bao nhiêu thì bạn cứ nhập vào thêm. Rồi cái nguyên vật liệu cũ nó sẽ bị hư hỏng đi, hoặc nó dư thừa mình xài không hết. À, nó sẽ bị hư đi, đúng không các bạn? Cho nên là các bạn vào đúng nơi nhưng phải coi đúng chỗ thì nó mới ra được cái phần tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu nha. Rồi, chúng ta đi qua bài lại nè. Chúng ta có phần tiết kiệm chi phí nhân sự. Vậy thì trong cái phần mềm của chúng ta chỗ nào cho chúng ta biết được nên tiết kiệm chi phí nhân sự? Rồi, chúng ta đi qua phần báo cáo ha. Chúng ta có hai cái nha các bạn, trang chủ cũng thấy nè, trang chủ cũng có báo cáo nè. À, bạn muốn đi báo cáo chi tiết, chính xác. Rồi bây giờ đi vào đâu để biết được nhân sự chúng ta cần điều chỉnh như thế nào để tiết kiệm được chi phí về nhân sự? Đi tới đâu các bạn? Bạn nào không thấy lên bàn trên ngồi nha. Sao nào, các bạn phải chủ động hơn nữa nè. Chúng ta vô đúng chỗ rồi đó, mà chúng ta coi chỗ nào, coi chỗ nào để ra được là tiết kiệm chi phí về nhân sự các bạn. Sao nào bạn gái? Chính xác. Đây, doanh thu trung bình theo giờ.
Rồi, nhìn vào đây thì các bạn thấy một cái biểu đồ ha. Rồi, cái biểu đồ này nó nói về cái gì? Nó nói về tổng doanh thu, tổng đơn hàng, nhưng mà nó đi theo giờ. Như vậy thì cái tổng đơn hàng, tổng doanh thu này chúng ta biết được à, cái giờ nào là cái giờ cao điểm, giờ nào là người ta bán hàng được nhiều nhất, thì chúng ta sẽ điều phối nhân sự vào cái khung giờ đó nhiều hơn, được không? Còn những cái giờ nào mà không bán được hàng, nó lẹt đẹt như thế này, thì chúng ta sẽ để ít nhân sự thôi. Ví dụ chỉ cần một người trực quầy là đủ rồi. Còn cái giờ cao điểm chúng ta có thể để đó 3 người để mà kịp phục vụ cái lượng khách của chúng ta, được không các bạn? Thì chính cái biểu đồ này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được về phần chi phí nhân sự, được không? Nhớ ha. Đây, chúng ta còn một cái nữa, đó là tiết kiệm chi phí hoạt động. Rồi, bạn nào cho chị biết trong phần mềm chúng ta chỗ nào có thể giúp chúng ta được tiết kiệm chi phí hoạt động? Bạn nào trả lời được, được một món quà nha. Sao các bạn? À, cái phần đó luôn, chị qua lại ha. Rồi, em giải thích cho chị đi, phần nào? Phần đó là phần nào? Rồi, tiết kiệm chỗ nào? Hoạt động thì cái giờ không không có khách thì mình cũng phải mở cửa mà, đúng không? Rồi tiết kiệm chi phí gì vậy đó? À, ý em là nếu như cái giờ thấp điểm hay là không có khách, thì ví dụ như cái lò nướng mình phải bật liên tục để nướng bánh, đúng không? Thì mình tắt đi, đúng không? Tiết kiệm về chi phí điện nước chẳng hạn. Mình cũng có lý, cũng chính xác. Có bạn nào cho chị ý kiến khác không? Có bạn nào ý kiến khác không các bạn? Ui, một cái báo cáo này. Đây. Ui, một cái báo cáo này mà chúng ta sử dụng có cái biểu đồ này thôi, nó hơi uổng đúng không các bạn? Đây, các bạn nhìn vào số liệu ở đây ha. Coi dùm chị coi tiết kiệm chi phí hoạt động ở chỗ nào nữa nè. Chị lướt lướt ha, lướt nè. Doanh thu nè, chúng ta có doanh thu. À, chúng ta có doanh thu theo theo giờ, phương thức, nền tảng, các loại dịch vụ. Rồi, dựa vào những cái gọi là những con số này, các bạn nhìn vào coi chúng ta tiết kiệm được chỗ nào nữa không nè. Các bạn kiệm được chỗ nào nữa nè? Ở cái chỗ mà loại dịch vụ đó, các bạn nào phát hiện ra không? Giờ chúng ta phân tích cái báo cáo về loại dịch vụ nha. Chúng ta đang có doanh thu tại cửa hàng là cao nhất, rồi đi giao hàng, rồi cái thứ ba là mang đi, và cuối cùng mà đi lấy, ai tới lấy các bạn? Shipper tới lấy, đúng không? À, hoặc là khách hàng tới lấy, đúng không? Vậy thì bây giờ ở cửa hàng bán nhiều nhất so với cái việc đi giao hàng thì nó đâu gần gấp 3 lần luôn. Vậy thì chúng ta tiết kiệm chi phí chỗ nào? Sao các bạn? Chi phí hoạt động nha, hoặc là các bạn có thể coi về giao dịch cũng có, đúng không? Báo cáo về giao dịch cũng có nè. Đây, trên nền tảng cũng có, theo khách hàng, báo cáo theo khách hàng cũng có, hoặc là doanh thu nhân viên. Nói chung là trong phần báo cáo này có ai lụm lặt ra cho chị theo yếu tố nào không là các bạn? Sau này lớp chúng ta trầm tĩnh, yên tĩnh như vậy ta. Sao nào? Có bạn nào cho chị ý kiến đề xuất không? Sẽ được một món quà nha.
Rồi, bây giờ các bạn đang nói với chị là cái giờ đó cao điểm thì chúng ta sẽ dồn nhân viên vào giờ đó nhiều hơn so với những cái giờ mà ít khách hàng đúng không? Vậy thì chúng ta cũng sẽ điều tra coi là nếu người ta mua tại cửa hàng và những cái món hàng nào mà người ta hay mua, cái sản phẩm nào mà người ta hay ăn hay uống thì mình có thể chế biến trước một phần đúng không? Rồi tới đó là người ta tới là mình chế biến tiếp thì cái thời gian phục vụ sẽ nhanh hơn đúng không các bạn? Ví dụ như bây giờ giống như em nói đi, cái lò nướng nó đang bật liên tục, nhưng mà chúng ta biết được cái thời điểm đó là khách hàng tới mua rất là nhiều về bánh mì thì chúng ta nướng sẵn hết một loạt trước, rồi tới đó chúng ta chỉ cần lấy ra để mà bỏ nhân vô là xong được không? Chúng ta có thể xem những cái hình thức như vậy để tiết kiệm được cái chi phí hoạt động, thay vì cứ mỗi người tới là chúng ta phải lấy một ổ ra chúng ta nướng thì chúng ta có thể nướng trước hàng loạt như vậy, chúng ta chuẩn bị trước được không các bạn nha? Rồi, và ngày hôm nay thì chị sẽ mời bạn Hiếu đúng không ta, bạn bạn Hiếu team của Long đúng không, bạn Hiếu là bạn nào? Rồi bạn Hiếu sẽ lên demo cho chị về cái việc tiết kiệm chi phí bằng phần mềm của MB này ở những cái ý mà chị vừa mới triển khai. Nhưng mà trước khi các bạn làm thì chị có một cái chị hỏi, mỗi lần mà các bạn demo cho khách đó, các bạn sẽ demo theo thứ tự như thế nào? Các bạn có làm một cái bài trình bày trước không? Hay là cứ gặp khách mở lên rồi thấy chỗ nào nói chỗ đó? Các bạn có plan trước không? Có nghĩa là bạn sẽ đóng vai trò là một người buyer và bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này như thế nào đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng vai trò là một cái người chủ doanh nghiệp đúng không? Bình thường các bạn đi, các bạn đang ở cái vai trò là người buyer và các bạn đang hướng dẫn cái người seller sử dụng cái phần mềm của chúng ta như thế nào, và cái người buyer đó họ đi vô họ mua cái gì rồi chúng ta coi admin sao sao đúng không? Thì bây giờ các bạn quay lại, các bạn sẽ đóng vai trò là một cái người seller, là người chủ doanh nghiệp á. Khi các bạn sử dụng phần mềm của FB chúng ta, các bạn thấy nó tiết kiệm được chi phí và nó tiết kiệm được cái gì, các bạn sẽ triển khai theo những cái ý đó được không ạ? Được không? Rồi chị mời Hiếu lên ha, mời em lên. Rồi đối với cái phần mềm của USB này thì chúng ta có thể tiết kiệm được cái chi phí về nguyên vật liệu như sau. Phần mềm thì có cái tính năng kho hàng để mình kiểm soát nguyên liệu và tính năng lịch sử tồn kho. Trong lịch sử tồn kho thì nó sẽ thể hiện được những cái mặt hàng mà đang vẫn còn ở trong kho. Thì Hiếu đang chọn là năm nay thì trong này nó sẽ thể hiện ra những cái hàng mà mình đang bị hết và còn lại trong năm nay. Thì cái cột thay đổi trong năm nay nghĩa là đường đường đen này thì nó sẽ thay đổi như thế nào để mình có thể kiểm soát được cái thay đổi của cái hàng hóa. Đây, ví dụ như ở trong cái phần xem thêm nguyên vật liệu thì
khó thể hiện cái phần còn lại đó. Khi mình biết cái phần còn lại bao nhiêu hoặc là hết hàng bao nhiêu thì mình sẽ có kế hoạch nhập thêm hoặc là không nhập thêm những cái mặt hàng nào nữa để mà tránh cái trường hợp mà mình bị tồn kho quá nhiều để mà cái hàng nó bị hết hạn. Đó là có thể tiết kiệm được cái nguyên vật liệu và chi phí. Cái thứ hai nữa là mình có thể tiết kiệm được cái chi phí về nhân sự. Thì trong phần doanh thu này nó có thể hiện một cái biểu đồ là doanh thu trung bình theo giờ. Khi mà chúng ta biết được cái giờ cao điểm của cái quán của mình thì để mình có cái kế hoạch tập trung nhân viên vào giờ cao điểm đó, và những cái giờ khác thì chúng ta có thể cắt giảm cái số lượng nhân viên lại, tại vì cũng không có khách nhiều đó. Và cũng có thể tiết kiệm được cái chi phí nhân sự nữa. Ví dụ như giờ không cao điểm, thay vì chúng ta để 3 nhân viên đi thì chúng ta cắt hết các một nhân viên để cho vô cái giờ cao điểm như này để mà quán hoạt động tốt hơn. Đấy. Ngoài ngoài cái tiết kiệm chi phí nhân sự ra nữa thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được cái chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của quán để mà làm quán hoạt động có năng suất hơn, có những cái chuẩn bị về món ăn nó kỹ càng hơn, để khi mà vô cái giờ cao điểm chúng ta không có bị quá tải công việc, bởi vì chúng ta đã có chuẩn bị trước đó về cái món ăn mà khách hàng ăn họ sẽ đặt nhiều để mà sử dụng. Dạ, em xong rồi chị. Còn mình có thể tiết kiệm được cái chi phí marketing qua thông qua cái hệ thống GoSMB này. Về trước đây thì nếu mà quán có một cái chương trình nào mình chuẩn bị triển khai thì mình sẽ thông báo những cái chương trình đó để qua những cái trang fanpage Facebook hoặc là mình chạy quảng cáo, thì cái chi phí mà remarketing vậy nó rất là nhiều, nên cái phần mềm GoSMB này giải quyết được là mình có thể gửi thông báo cho khách hàng qua hai cái chiến dịch qua email của khách hàng để họ có thể biết được những cái chương trình khuyến mãi của mình mà không cần phải chạy quảng cáo nhiều. Cái này hệ thống này là gửi chiến dịch qua email là không có mất nhiều chi phí. Cái thứ hai nữa là chiến dịch thông báo đẩy qua cái nền tảng app thương hiệu. Khi mà khách hàng có tải cái app thương hiệu rồi á thì mình thì cái thông báo đẩy này mình gửi qua app thương hiệu, khi mà khách tải app sẽ thông báo lên cái màn hình của khách hàng luôn. Thì là nó có nhiều hình thức gửi, như gửi theo sự kiện, gửi theo giờ cố định, hoặc là mình có thể gửi ngay bây giờ. Này chỗ này dùm chị nha. Cái trang liên kết này nó có hai chỗ rồi các bạn thấy rõ không? Nó hơi bị mờ đúng không? Bật lên cho các bạn coi cái trang liên kết nè, nó có cái gì, nó có một cái trang chủ và cái gì đây các bạn, danh sách thông báo. Rồi cho chị hỏi các bạn nào biết chỗ này nó khác biệt chỗ nào không? Nếu chúng ta gửi thông báo đẩy tới cho khách hàng mà chúng ta chọn trang chủ thì như thế nào, hoặc chúng ta chọn là danh sách thông báo thì như thế nào, có cái gì khác biệt ở chỗ này?
Các bạn nào biết không? Khoan khoan nói lại. Dạ, cho chủ là nó sẽ hiện ảnh lên trên cái màn hình điện thoại luôn. Còn không danh sách thông báo thì nó chỉ vô app thì mới thấy được trong cái phần thông báo. Cái đó là cái hiển thị của thông báo nãy, lúc nào nó cũng bung lên trên màn hình hết. Các bạn lưu ý nha, thông báo đẩy mà để khách hàng thấy, lúc nào nó cũng bung trên màn hình thấy hết. Nhưng khi mà người ta click vô cái thông báo đó thì sao ạ? Nó bấm vô dân chủ thì nó sẽ ra cái dân chủ của bé, không danh sách thông báo, thì nó sẽ chỉ qua cái phần danh sách thông báo trong cái trong có tuần chuông á, đúng không? Rồi các bạn hiểu chỗ đó chưa, chứ không phải như bạn này nói nha. Tôi thấy nè, khi khách hàng nhận thông báo đẩy ở trên app thì cái tin nhắn nó lúc nào nó cũng bơm ra cho người ta thấy hết, nhưng khi mà người ta ấn vô người ta coi nội dung á các bạn, nếu các bạn đang chọn là trang chủ thì nó nhảy ra cái máy bên ngoài cái giao diện ban đầu của cái app luôn. Còn nếu mà chọn là sao ạ? Danh sách thông báo thì người ta đi vô cái phần chuông. Đâu các bạn? Hiểu chỗ này không? Có bạn nào thử chưa? Có bạn nào thử không? Rồi thử đi, làm thử một cái đi em. Chọn gửi liền nha. À, em ghi là trang chủ đi, thông báo trang chủ đi. Điện thoại đi đâu rồi? Đây. Anh chưa gửi đi. Rồi rồi chị. Đây nè các bạn. Thấy nó bung ngay màn hình không? Nó mới bung ngay màn hình của chị luôn nè. Rồi bây giờ chị sẽ vào cái app chị xem nha. Rồi chọn trang chủ đúng không? Trang chủ. Đây nè. Hồi nãy nó bung ra ngoài màn hình nhưng mà chị chưa kịp bấm. Thì bây giờ chị coi lại này, chị mở ra đây nè. Thì nó ra được cái giao diện trang chủ bên ngoài cho người ta nha. Đúng không các bạn? Nha, lúc nào nó cũng bơm hết. Rồi bây giờ em tạo một cái, em chọn là trang tới là danh sách thông báo đi. Đó, bạn mới vừa gửi rồi nè. Nó bơm đâu ngay ngoài màn hình cho mình thấy luôn rồi, thấy không các bạn? Khi chị bấm vô cái nội dung đó thì nó vô là cái danh sách thông báo nè, các bạn thấy không? Nó không phải là cho mình thấy được cái giao diện bên ngoài của cái app nữa, mà cái giao diện trên app nó chính là giao diện của web. Các bạn còn nhớ hay đã quên? Rồi các bạn phân biệt được chưa? Nó chạy vô một loạt tất cả những cái thông báo mà cái người seller gửi cho khách hàng. Thì khi mình chọn trang tới là danh sách thông báo thì người ta bấm vô đây người ta sẽ thấy hết tất cả những thông báo mà từ trước tới giờ người ta được nhận, đúng không các bạn? Đó là điểm khác biệt ha, chứ không phải là mình chọn cái trang đích tới nó khác nhau thì là cái chỗ mà người ta vô khác nhau nha. Nó vẫn bơm ra màn hình cho người ta thấy, được không các bạn ha? Tất cả thông báo đẩy đều bơm ra màn hình chính cho khách hàng thấy hết rồi, được không? Rồi bây giờ em vào em tạo cái email cho các bạn thấy luôn đây nè. Cái phần email này chị yêu cầu các bạn phải về nhà thực hành giùm chị, bởi vì một số bạn chỉ đi như bạn này bên ngoài thôi. Chị ơi, bên em có gửi email vậy thôi, nhưng các bạn phải thực hành là để coi là hệ thống của mình nó hoạt động như thế nào, được không các bạn? Các bạn có thể là không làm hết cái demo cho khách, nhưng chính các bạn ở nhà các bạn phải thực hành ở lúc này chị, được không? Rồi bây giờ em làm tạo cái email thử xem em biết làm không. Rồi khi nói tới email, đang nói tới về marketing, có nghĩa là gửi email là miễn phí, không có tốn phí đâu các bạn, tiết kiệm chi phí. Nhưng chúng ta gửi email cho khách hàng khi nào? Nào các bạn đang đi demo cho khách, có phải là các bạn đang đưa ra một cái gợi ý cho khách hàng sử dụng phần mềm của chúng ta như thế nào không?
đúng không? Chúng ta nói tới là gửi email hoặc là thông báo đẩy là không có mức phí. Vậy thì chúng ta dùng email vào trường hợp nào để cho khách hàng thấy hữu dụng? Nè, khoa cho chị ý kiến không nè. Gửi email cho khách khi nào, trường hợp nào thì mình gửi email, trường hợp nào thì mình gửi thông báo đẩy. Gửi email khi khách không có app. Rồi. Đăng ký tài khoản ở trên web. Nhưng mình gửi trong trường hợp nào? Ví dụ lâu lâu sáng sớm thấy bầu trời đẹp quá, cái mình gửi email cho khách: khách ơi, bữa nay trời đẹp quá, có gửi vậy không các bạn? Không. Gửi trường hợp nào, dịp nào? Chúc mừng sinh nhật khách. Chúc mừng sinh nhật. Ok luôn. Dịp lễ Tết. Rồi. Cái gì nữa các bạn? Cái gì em? Chương trình những cái món ăn mới ra nè, chúng ta đều có thể gửi được, đúng không các bạn? Và chiến dịch thông báo đẩy khi khách đã có cả thì chúng ta đều có thể gửi những cái nội dung đó qua thông báo đẩy cho nó lẹ, đúng không các bạn? Thì chắc chắn là khách hàng sẽ nhận được tin nhắn và coi tin nhắn nó tốt hơn là coi cái email. Bởi vì khi gửi email sẽ gặp cái tình trạng là email của mình nó bị đẩy vô cái email rác, đúng không các bạn? Cho nên khuyến khích là khách hàng tải app về nha. Rồi bây giờ bạn đã tạo được email chưa? Dạ em gửi luôn rồi chị. Rồi em mở ra coi nè. Email. Rồi không có hình ảnh, không có món ăn gì trên đây kìa. Có bạn nào biết cách gửi email không? Gửi hình không chưa? Để em tạo lại. À. Em đang lên lịch nên chưa gửi. Thấy chưa? Khi mà đụng tới rồi mới phát hiện ra còn đang rấn cứng chỗ này. Có bạn nào thực hành gửi email chưa? Lên lịch 15 phút sau gửi chị. À, rồi. Vậy thì cái tab mà thông tin chung với lại tùy chỉnh, hai cái tab đó để làm cái gì đó các bạn? Nó khác biệt chỗ nào á? Các bạn, khi mà các bạn dùng cái tab thông tin chung với lại tùy chỉnh để tạo, để tạo email, các bạn có thấy nó hơi khó hiểu không? Nè, tự nhiên mình có là email chính, cái gì, tiêu đề chính, tiêu đề phụ, đúng không các bạn? Mô tả. Thì làm sao mà các bạn hướng dẫn khách hàng được trong khi các bạn còn đang lớn cấn ở cái chỗ này? Thì để làm sao mình sử dụng được một cách dễ dàng thì các bạn có cái mẹo gì chỗ này không? Đúng rồi, chúng ta phải coi ở mé bên tay phải đây nè. Được không? Chúng ta tạo bên đây nhưng mà chúng ta phải nhìn nó qua mé bên tay phải coi nó hiện hữu như thế nào. Thì mới tạo được một cái email đẹp, đúng và hoàn chỉnh. Chứ em chỉ có tập trung em điền thông tin bên đây thôi là em không biết được cái email của em nó chạy như thế nào luôn. Được không ạ? À, các bạn để ý nha. Rồi bây giờ chúng ta đang nói tới cái phần mà chạy quảng cáo thì chúng ta tiết kiệm được chi phí marketing. Rồi, thì trong cái phần email này chúng ta gửi tới cho khách hàng nội dung kèm theo cái voucher, thì voucher đó mình tạo ở đâu? Em đã biết cách tạo voucher chưa? Tạo voucher và tạo combo thì bây giờ chị gửi email tới cho khách hàng, chị gửi tới một cái mã voucher để mời họ tới mua hàng. Thì cái mã voucher chị tạo ở đâu nè? Để em tính. Mã voucher là như mã giảm giá. Đúng rồi, chúng ta sẽ tạo cái mã giảm giá. Em bấm thêm mã giảm giá đi. Thêm mới. Rồi, bây giờ em tạo thử xem.
Giảm giá, một giảm giá tổng hóa đơn hay là giảm giá cho sản phẩm? Khi nào chúng ta chọn giảm giá theo sản phẩm, khi nào chúng ta chọn giảm giá theo hóa đơn các bạn? Nào, lưu ý chỗ này. Khi nào chúng ta làm voucher giảm giá theo sản phẩm? Nào, các bạn đi demo phải là người đề xuất cho khách chứ đúng không? Vậy thì khi nào chúng ta làm voucher giảm giá sản phẩm nè? Đơn giản là chúng ta đang muốn đẩy bán sản phẩm tắm, chúng ta đang muốn giảm giá về sản phẩm tắm, và có thể sản phẩm đó là một sản phẩm mới chúng ta vừa mới tạo ra. Các bạn có thấy những cái trend mới ví dụ như là trà chanh giả tay không, trà mãng cầu không? Đó là những cái trend mà chúng ta muốn đẩy sản phẩm đó thì chúng ta chuyên giảm cho một cái món đó thôi. Còn bây giờ bạn đang tạo một cái email tiêu đề là chúc mừng ngày 20 tháng 10 thì bạn sẽ chọn gửi cái gì, mã giảm giá mà theo gì các bạn? Theo tổng hóa đơn. cái gì? Đúng, chính xác. Tại sao lại là chọn giảm giá theo hóa đơn? Tại vì mình không có đẩy món ăn. Cho bill từ cho bàn có phụ nữ cho nên là Bởi vì ngày 20 tháng 10 mà người ta đi ăn, thường người ta sẽ kéo theo bạn bè thân đúng không? Thì mình nên chọn giảm giá trên cái bill của hóa đơn, được không các bạn? Nha, chứ không phải là em trả lời trước quá, do mình không giảm giá cho món ăn mà mình giảm giá trên nguyên cái hóa đơn nha. Mình sẽ nghĩ tới là trong đó là một cái dịp lễ, ví dụ 20 tháng 10 nè. À, vậy thì khi mà chị muốn đi ăn đi thì người ta sẽ kéo cả bạn bè đi cùng lúc, hoặc là người ta đi cùng với gia đình, bởi vì đó là cái ngày phụ nữ đúng không các bạn? Giống như là ngày 8 tháng 3 công ty mình hay tổ chức đó, thì các bạn thường kéo nhau đi ăn, có ai đi ăn mình không? Đúng không? Trong những cái dịp đó người ta thường đi ăn chung với nhau. Vậy thì cái hương cho nó phải áp dụng cho hóa đơn nó sẽ hợp lý hơn, được không? Còn nếu bạn muốn tung ra một sản phẩm mới mà bạn muốn giới thiệu cho người ta thì chọn là giảm giá trên cái sản phẩm đó, được không các bạn? Ok không? Nha, hãy nắm cái điều đó ha. Alo. Alo, À vâng, cho mình hỏi là những cái chương trình ưu đãi voucher này có áp dụng chung được với những cái chương trình của khách hàng, cho khách hàng như là tích điểm hoặc là flash sale không ạ? à, cái này lúc mà mình cài đặt đó, nó có gọi là áp dụng mã chồng mã đó nha. Nếu mà em có áp dụng cái đó thì nó kết hợp được nhiều. Còn cái tích điểm thì lúc nào cũng được nha. Tích điểm đó là dành cho khách hàng mà. Cái này hóa đơn bao nhiêu tiền thì sẽ được tích bấy nhiêu điểm. Thì đây sẽ vừa tạo ra được một cái mã giảm giá, mình không đặt tên được thì nó tự tự tạo cho mình đó. Được. Nên tự đặt nha. Ở đây thì tụi em phải nói với khách là ở đây thì các anh nên tự đặt để mình nhớ và cho khách hàng dễ nhớ, chứ hệ thống tạo thì khách hàng khó nhớ đúng không các bạn? Khi các bạn đi demo thì các bạn sẽ demo theo cái hướng là hỗ trợ cho khách hàng cái cách bán hàng nào dễ dàng nhất nha, chứ không phải là mình đang demo cho khách là chị ơi cái phần mềm của em nó sử dụng như thế nào, mà là cái phần mềm của em nó hỗ trợ cho anh chị như thế nào, nó làm cho anh chị bán hàng một cách dễ dàng hơn, được không? Giống như hồi nãy cái phần mà chị nói là cái voucher giảm giá, khi nào thì nên làm voucher cho sản phẩm, khi nào thì làm voucher cho cả cái bill hàng, được không các bạn? Nha, chúng ta nói theo cái cách như vậy thì khách hàng họ họ sẽ dễ cảm thấy gần gũi hơn là các bạn chỉ chăm chăm nói về phần mềm của em nó có cái này có cái kia, được không các bạn? Ha, được không Hiếu? Làm được chưa? Sẽ thêm mới mã giảm giá này luôn. Còn Hiếu ngày giờ, ngày khởi đầu, ngày kết thúc. Đúng rồi. Nè các bạn hay quên chỗ này lắm nè. À, ngày giờ các bạn chọn mà các bạn quên cái phút phía sau á. Nè, phải nhớ có cái phút phía sau mới mới xong ha. Rồi chọn lại đi nè. Chỉ là ngày kết thúc nhưng mà phải có giờ nữa nha.
Được rồi chơi. Đúng chưa? Ok. Đã lên lịch nghĩa là chưa có bắt đầu đúng không? Rồi, đối với phần này luôn nha các bạn. Nếu các bạn đề môn các bạn phải nói rõ với khách nha. Cái này là mình có thể lên lịch được trước để tới cái khoảng thời gian đó thì cái chương trình này nó tự động nó khởi động luôn. Chứ không phải là tới đúng ngày giờ đó các anh chị mới bắt đầu làm cái chiến dịch. Được không ạ? À? Cho họ có sự chủ động về thời gian luôn. Được không? Ok ha. Rồi, hồi nãy chị nêu 4 ý em còn nhớ không? Nhớ chị. Rồi, 4 ý tiết kiệm trong cái phần mềm chúng ta là tiết kiệm về cái gì? Tiết kiệm về chi phí marketing, tiết kiệm về chi phí nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí nhân sự và chi phí hoạt động là cái thích. Đúng rồi. Rồi. Còn chi phí nhân sự của các bạn, cái phần marketing nó còn có cái việc mà quản lý khách hàng cái đó nữa chứ không phải là chiến dịch không. Vậy quản lý khách hàng ở chỗ nào? Quản lý khách hàng thì em sẽ vào tệp CRM và CIM. Nói sao các bạn? CIM nha. Cái này hay đi quên đó nè, CRM luôn á. Nha. Mình đi rồi mình phải làm cho sao nó sang chảnh lên ha, CIM. Rồi, trong CIM của chúng ta có cái gì nào? Thì trong CIM này chúng ta có tệp nhóm khách hàng. Mình có thể quản lý khách hàng của mình ở trong đây được. Biết rồi, CIM là để quản lý khách hàng. Nhưng chị đang nói tới về tiết kiệm chi phí marketing xong rồi chị đi nói tới cái phần quản lý khách hàng. Hai phần này nó có liên quan đến nhau. Bởi vì mình marketing thì mình marketing vô cái từng cái nhóm khách hàng cụ thể. Chính xác. Thì chị có phân nhóm được không? Dạ được. Ừ, rồi chạy qua phân nhóm khách hàng nào. Phân nhóm khách hàng ở đâu? Đây chị, có sẵn rồi nè. Chọn nhóm đi. Nhóm nữa. Các bạn có thấy flow chị đi không? Cái này nó kết nối với cái kia. Đúng không các bạn? Kết nối bởi vì điều kiện gì? Lý do gì? Tại sao chị đang nói về tiết kiệm chi phí marketing cái xong chị quẹo vô CRM nó làm cái gì? Bởi vì khi marketing thì chúng ta phải marketing tới đúng đối tượng khách hàng. Mà để tạo được đúng cái đối tượng khách hàng thì chúng ta phải làm được cái nhóm khách hàng. Được không các bạn? Và hệ thống của chúng ta có nhóm được khách hàng không? Có. Đúng không? Rồi bây giờ các bạn chạy vô đây các bạn mở ra nhóm khách hàng như thế nào? Đa số chúng ta nhóm khách hàng theo điều kiện gì? Thì nó có điều kiện là giới tính, ngày đăng ký, tuổi, ngày sinh và nền tảng. Có một cái nữa là thẻ thẻ thành viên. Thẻ này là thẻ gắn thẻ cho khách hàng chứ không là thẻ thành viên nha. Ví dụ thẻ. Như em gắn thẻ VIP nè, được không? Gắn thẻ đồng nè, à sorry, nó giống như là cái khách hàng thành viên rồi. Cái thẻ đó mình có thể gắn là thẻ VIP nè, thẻ khách hàng khó tính là thẻ khách hàng dễ tính nè, được không? Thì nhờ cái thẻ đó chúng ta mới tạo được cái nhóm khách hàng, đúng không các bạn? Rồi tạo đại đi, tạo cho chị nhóm khách hàng đi. Thông thường bên ngoài người ta tạo nhóm khách hàng theo gì? Theo thông tin khách hàng và theo thông tin đơn hàng. Ừ. Hiện nay em đang tạo theo thông tin khách hàng. Chọn ngày đăng ký đi. Em chọn ngày đăng ký đi. Rồi nào các bạn, chị cho các bạn một bài toán nha. Nếu chị tạo một cái nhóm khách hàng theo ngày đăng ký từ hôm nay trở về trước, tạo được không? Nhìn lên. Được chị. À bạn đi. Từ hôm nay trở về trước thì cái nhóm khách hàng này sẽ được tặng một cái voucher giảm giá mua một cái sản phẩm A 30%. Chị nhắc lại bài toán nha. Chị tạo một cái nhóm khách hàng đăng ký từ ngày hôm nay trở về trước
thì sẽ được tặng một cái voucher mua một sản phẩm A giảm được 30%. Ủa này Rồi, giải quyết bài toán này cho chị đi nào. này không xóa được cái gì xóa cái gì em Vậy cho nó lẻ. Không muốn đi vậy trời. Sao? Cái bài tập chị ghi nha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo nhóm khách hàng trước. Đúng không? Rồi, sau đó chúng ta làm gì nữa các bạn? Chị đọc lại em đề đi bài chị. nha. Tạo nhóm khách hàng có ngày đăng ký từ hôm nay trở về trước sẽ được nhận một cái voucher giảm giá 30% cho sản phẩm A bất kỳ. Rồi bây giờ tạo nhóm chưa? Nhóm được chưa? Rồi Đã rồi chị. bây giờ sao nữa? Làm sao cho nhóm này được được nhận cái voucher giảm giá 30%? Rồi Em tạo vui chơi. tạo voucher thử coi nào. Rồi ở chỗ mà nó có một cái ô nữa là giảm tối đa nó thì mình nên để vô số tiền tối đa luôn nha. Bất kỳ món nào cũng được nhưng mà tối đa giảm đi được 30.000 thôi chẳng hạn. Các bạn ở dưới này lại ha, 100 cũng được. Nói chung mình nên có số tiền như thế này. Rồi, thời gian bắt đầu là từ hôm nay cho tới thứ khác. Để sử dụng trong khoảng thời gian này thôi ha. Rồi. Chọn tất cả tin nhắn cũng được và khách hàng thì sao? Các bạn không có ngồi ngồi gần cũng không có thấy rõ nên nó hơi bị nhòe chữ đó các bạn. Nè lưu ý nè, bạn có check vô là giới hạn một lần sử dụng cho mỗi khách hàng được không? Rồi ở trên nó có là giới hạn giới hạn số lần gì? Mã có thể sử dụng gì? À là sao đó các bạn hết cho chị chỗ này thế nè. Ở Em dưới đó là giới hạn một lần cho mỗi khách hàng sử dụng một lần á, rồi ở trên thì nó có ghi điều kiện là giới hạn số lần mã có thể sử dụng. nghĩa là mình có thể set được cái mã đó được sử dụng tối đa bao nhiêu lần? Bây giờ có chị đã số 10 thì là 10 lần. được sử dụng 10 lần thôi được không các bạn? Thì vậy như vậy thì mình phải gửi thông báo cho khách mình nói là số lượng quà tặng có hạn được không, có thể hết sớm cho nên anh chị vui lòng sử dụng sớm nha. Đó các bạn có thể nói cái điều này cho seller biết luôn để biết được là họ có cái điều kiện họ chặn lại thì họ tạo cái mã giảm giá này. Ok không? Rồi, cảm ơn em. Rồi chị. Rồi, giờ gửi đi. Đã không chưa? Ok ha. Rồi, tới đúng ngày giờ đó nó sẽ active lên. Được chưa? Giờ mình gửi thông báo chị. Giờ chị muốn gửi thông báo đẩy được không? Được. Rồi, chị hỏi bạn là chị có thể gửi không có lãi được không? Mà nó được, không thể được. Nhưng mà bạn chắc là cái nhóm này tất cả
cả đều có cả mà. Đặt trường hợp người ta xài app thì người ta xài app thì đặt trường hợp là người ta xài app thì là ok rồi, đó là giả thiết đúng không? Mà chị muốn chắc chắn nha, chị muốn chắc chắn ai trong cái nhóm này cũng có xài app hết thì mình kiểm tra làm sao? Đây chị. Này nhóm khách hàng này thì nhóm khách hàng đó là mình đi mình tạo cái đâu ra đúng không các bạn? Cái nhóm khách hàng mình đi mình tạo mà. Bây giờ chị muốn chắc chắn cái nhóm này ai cũng có tài ăn hết rồi, giờ là sao sao kiểm tra được, sao tạo được cái nhóm khách hàng mà ai cũng có tài ăn hết rồi? Hỏi đâu làm sao biết đó các bạn? Ai ai làm được có quà. Sao động não lên chút đi nè, mình cũng được giả thiết luôn mà. Kiểm tra chỗ nào rồi, không có đẩy biết tạo rồi đó, về đi kiểm tra tôi coi có ai trong đó có cài app rồi không. Cho đâu kiểm tra. Phải ra ngoài trời, chỗ nãy này nó có hàng kìa. Nhìn vô ra thấy được không? Thấy không các bạn? Ngay tại màn hình này, nhìn vô đâu được biết là người đó có cả hay không không? Chỉ có chỗ này chúng ta mới thấy được cái người này là từ nền tảng nào, người ta tạo cái user, cái account của người ta là từ nền tảng nào, người ta chúng ta thấy được đúng không? Kiểm tra được không? Ok được chưa bạn? Cho nên hệ thống của chúng ta đi vòng 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 á, các bạn phải phải thực hành nha, các bạn phải đặt cho mình những cái bài toán để biết được là hệ thống ta làm được cái gì giúp cho khách hàng của mình bán hàng như thế nào, chứ không phải là chỉ đi với những tính năng như thế nào được không các bạn nha. Rồi ok, cảm ơn Hiếu. Bạn nào phát biểu nãy chị nói có quà nên lấy nha. Rồi tóm lại bài học của ngày hôm nay nha các bạn, chúng ta có 4 nội dung để mà giúp khách hàng tiết kiệm được những cái chi phí khi mà sử dụng phần mềm GoFMB. Thì các bạn lưu ý nha, cái tiết kiệm chi phí marketing này là cái việc chúng ta tạo ra chiến dịch marketing nè, chúng ta gửi được cái thông báo về những cái chương trình khuyến mãi marketing của chúng ta tới khách hàng, nhưng nó còn có đính kèm theo cái phần quản lý luôn cả khách hàng. Bởi vì chúng ta marketing cho ai? Là cho marketing cho khách hàng, thì chúng ta phải tạo được cái nhóm đúng không ạ? Cho nên cái phần này các bạn phải nói luôn cái phần mà quản lý được danh sách khách hàng, tạo nhóm khách hàng một cách dễ dàng ha. Rồi tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu thì chúng ta vào kho hàng để xem nguyên vật liệu nào còn, nguyên vật liệu nào còn sắp hết đát hay chưa, mở ra chúng ta sẽ thấy được. Rồi tiết kiệm chi phí nhân sự thì có biểu đồ để điều tiết được nhân sự làm việc trong cái quán ăn của chúng ta. Tiết kiệm được chi phí hoạt động thì chúng ta coi được cái nền tảng bán hàng, coi được là mình bán được như thế nào, tất cả những cái chi phí có tiết kiệm được chỗ nào hay không, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái phần chi phí hoạt động này. Được không các bạn? Rồi, thì trong buổi giảng ngày hôm nay các bạn có gì thắc mắc không ạ? Rồi, nếu các bạn không có gì thắc mắc thì chúng ta kết thúc buổi học của ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt các bạn ha.